Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Mobistar Coolite đang có mặt tại di động cao cấp .men. Khi khách hàng gặp các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Mobistar Coolite bị lỗi hỏng do rơi va đập, do rơi vào nước làm hỏng các chức năng của máy, thì với dịch vụ thay mới sửa chữa điện thoại Mobistar tại di động cao cấp .men, quý khách hàng sẽ khắc phục được triệt để tất cả các lỗi liên quan đến điện thoại Mobistar Coolite mà khách hàng đang gặp phải. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Mobistar Coolite, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên tại Di động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Các lỗi thường gặp trên điện thoại Mobistar Coolite như vỡ màn hình, hỏng màn hình cảm ứng, hỏng loa trong loa ngoài, rung chuông, hỏng mic, lỗi pin, chân sạc đều có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại Di động Cao Cấp.vn. Mọi thắc mắc quý khách hàng liên quan đến dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Mobistar xin vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn.